Ta bắt đầu nhé. Hôm nay là bài số 4. Thì mình tôi sẽ nói sơ qua một cái định nghĩa mới, một khái niệm mới mà chúng ta làm quen, là khái niệm nó gọi là các thuật toán tự nhiên châu bò. Sau đó chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo là các cái bắt đầu đi học vào một cái phần tiếp theo là các cái kỹ thuật lập trình đệ quy. Thì thế nào là các thuật toán châu bò tự nhiên? Cái đây là một cái từ mà chúng ta rất rất hay nghe đấy. Nôm na thế nào là các cái thuật toán là tự nhiên, hay 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 người ta hay nói cái từ dân dã là châu bò. Châu bò là cái gì? Thì đây là chỉ các cái tất cả những cái thuật toán mà nó rất tự nhiên, đơn giản, dễ hiểu và hầu như không phải suy nghĩ gì là có thể làm được ngay. Bất cứ một cái bài toán tin học nào, hầu hết là các bài toán tổ hợp thôi, chúng ta có thể tư duy một cách rất là tự nhiên và có thể làm được ngay. Tuy nhiên thì làm theo cách này thì nó không tối ưu, cho nên là thời gian nó chậm. Thì đối với được cái này làm kinh nghiệm mà khi mà các bạn khuyên học sinh của mình đi thi ví dụ thế nhé, thì nếu mà học sinh mà bí không tìm ra cái lời giải nào cả thì trước mắt cứ làm một phương án châu bò đã, để kiếm được một vài điểm ban đầu, chứ nếu bỏ mà không làm thì mất điểm. Thì đó là cái nói chung, đó là cái toán tự nhiên. Thì cái tư tưởng của nó là làm là cái tư tưởng rất tự nhiên, và hầu hết tất cả các toán tự nhiên nó đều xuất phát từ cái giải thuật là tìm kiếm tuần tự. Hầu hết là như vậy, hầu hết là nó là kết quả của việc là tìm kiếm tuần tự và sắp xếp cũng đơn giản, ví dụ thế. Sắp xếp tất cả các thuật toán sắp xếp mà chúng ta đã học hôm trước ấy, thuật toán chèn này, thuật toán chọn này và thuật toán nổi bọt, thì tất cả các thuật toán này nó đều rất đơn giản, và những cái này họ đều đưa vào một cái gọi chung là các thuật toán tự nhiên, thuật toán tự nhiên châu bò. Như vậy không có định nghĩa chính xác nào về khái niệm gọi là khái niệm châu bò nhé. Nó chỉ là khái niệm rất là cái tư tưởng của nó là rất là tự nhiên, đơn giản và dễ hiểu, là nhìn bài toán là ra ngay được cái hướng giải. Vì chúng ta cùng nhau giải một số bài tập nhé, thì chúng ta sẽ thấy ngay. Thật ra cái phần bài toán sắp xếp ấy, thật ra là chèn chọn hay là nổi mọt, nó cũng có một chút gì đó là gọi là thuật toán, nhưng có thể làm chúng ta có thể giải bài toán sắp xếp một cách hoàn toàn tự nhiên như sau. Tôi lấy ví dụ nhé, đây bây giờ chúng ta cùng nhau làm một bài tập nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm cái bài tập là như này, là cái bài toán đây, đơn giản nhé, bài toán sắp xếp dãy nhé, sắp xếp dãy. Đấy. Cho trước cái dãy A số bất kỳ nhé, cho trước dãy A nhé, cho trước dãy A. Hãy tìm thuật toán sắp xếp A theo thứ tự tăng dần nhé. Đấy. Thì bây giờ mô tả một cái làm đơn giản như sau này. Tức là cái chúng ta tìm trên tất cả các cặp AI và AG, tìm trên toàn bộ cái dãy số của chúng ta với y nhỏ hơn g. Thì nếu mà AI mà lớn AG thì chúng ta đổi chỗ. Nhưng mà chúng ta tìm tất cả các cặp mà cặp hai phần tử AI AG mà được xếp rất đúng, chúng ta đổi chỗ, thì sau một luật như vậy là sẽ làm dãy sẽ được sắp xếp xong. Như vậy đây là cách tư duy rất rất đơn giản nhé. Nó còn đơn giản hơn cả sắp xếp chèn chọn và nổi bọt nữa. Thì tôi mô tả luôn các bạn nhé. Đây tôi làm cái viết quy trình ngắn thôi, đặt tên là sắp xếp nhé. Thì đây là cái bài toán sắp xếp là theo cái tư duy châu bò đấy nhé. Đây để các bạn thấy là nó rất rất đơn giản, chúng ta làm một cách rất đơn giản thôi. Đây. Sắp xếp đơn giản châu bò nhé. Rồi chúng ta như sau, chúng ta đặt cái n là cái độ dài của cái dãy A, và tôi sẽ duyệt trên tất cả các cái bộ cặp số y g sao cho là y nhỏ hơn g. Đấy, chúng ta for i in range nhé,
từ 0 cho đến n cho đến n trừ 2, lại đây là n trừ 1, không còn chạy, không chạy đến cuối đâu, vì chúng ta sẽ tìm hai cặp ig mà y phải nhỏ hơn g, như vậy là for g in range từ y cộng 1 đến n, đến n trừ 2 1 đó. Thì đây là, như vậy là đây là cái vòng lọc tìm, đây là hai này là tìm tất cả cặp ig sao cho là y nhỏ hơn g đấy. Thì đây chính là cái đoạn chương trình tự nhiên đấy, tìm tất cả các bộ ig trong cái miền chỉ số của a sao cho là y nhỏ hơn g. Chúng ta kiểm tra if mà ai tức y nhỏ hơn g rồi, nhưng mà nếu mà ai mà lại lớn hơn ag thì chúng ta đổi chỗ đấy. Được chưa, thì chúng ta đổi chỗ, chúng ta đổi chỗ là ai đây nhé, phải ag bằng ag phải ai đó. Đây chính là thuật toán cái gì rất đơn giản, tôi ghi lại cho ta, chúng ta ghi lại cho nó, chúng ta lưu lại về hôm nay, chúng ta lưu vào lịch lớp chúng ta ở đây nhé. Hôm nay là bài số 4 đây, sắp xếp nhé. Đây, đây là cái bài toán đầu tiên rất đơn giản đúng không ạ? Bây giờ tôi thử, test thử cho ta thế nhé. Test đặt a bằng 3, 1, 10, 5, 7 chẳng hạn nhé. Và tôi gọi cái hàm sắp xếp a, sau đó tôi in thử ra, tôi print thử ra nó có đúng không? Chạy thử nhé, xem in ra nó có đúng là sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay không. Cái này ta thấy rất dễ dàng, rất hiển nhiên thôi. Này, 1, 3, 5. Cái này chứng minh rất dễ dàng vì tất cả những cặp số, những cặp cặp phần tử nào mà xếp không đúng thì được thay đổi chỗ tại vị trí này. Đó. Thì cái này thấy rất là dễ dàng, dễ dàng là chứng minh được nó là đúng nhé. Còn về thời gian thì nó có hai vòng lọc lồng vào nhau đúng không nào? Thì theo nó sẽ bằng tích của hai, tích của n và n chính là n bình phương. Cái đoạn chương trình ít này chỉ có tính là có tính một đơn vị thời gian thôi. Vậy suy ra là cái thời gian của nó là gì? Suy ra cái bài này là cái thời gian chạy của nó là gì? Thời gian chạy của nó là cái độ phức tạp thời gian của nó chính là ON bình phương thôi. ON bình phương giống hệt như là cái cùng với tốc độ của cái sắp xếp mà chèn, chọn và nổi bọt. Vậy đây là cái thuật toán sắp xếp mà một dãy số bất kỳ nhé. Mà với cái tư duy là gì? Tư duy là tự nhiên châu bò. Được chưa? Cho các bạn thấy là vì tôi làm xong cái bài số 2 nhé. Cái bài mà tôi làm ví dụ 2 cũng đơn giản thôi, là cái bài là cho trước bìa tính tính a mũ n, cho trước mà số a và cái số n và tính a mũ n. Đây là cái bài tập rất đơn giản thôi. Thì cái tư duy của nó thì tư duy của nó là a mà mũ n ấy, tư duy đơn giản nhé, là a mũ n thì nó gọi là bằng gì? Nó bằng là a nhân với bằng a, sau đó nhân với gì, nhân với a mũ n trừ một, thì rất bình thường. Và chúng ta có thể viết một chương trình rất là ngắn để tính. Tôi viết cái điệu này là a exp nhé, đó đây là a n, đây là một cái hàm để tính là a mũ n. Thì chúng ta suy ra từ đây thôi. Đấy, suy ra đây thôi. Thế là sẽ bằng như sau nhé. Với n bằng 0 ấy thì là a mũ 0 thì bằng 1. Chúng ta viết là if n không, xin lỗi. Lại như này nhé. Đây chúng ta làm như này chứ. Chúng ta đặt p bằng không phải tư duy. Tư duy của nó chính là như này. Tư duy của nó chính là không phải như này, tuy của nó là như này chứ. Tuy đơn giản của nó là như thế này, là chúng ta là nó là a nhân a nhân a thôi, a nhân a nhân với a nhân với, đúng không? Nhân với liên tục nhân với n lần lần em nhân với n lần cái số a, mà chúng ta chỉ cần một vòng lặp thôi, chúng ta tích vào là xong. Đấy. Tôi đặt p bằng 1 nhé, và tôi làm lệnh là for y in range n như này. Và sau đó tôi viết là p bằng p nhân với a, đấy, chỉ này thôi. Và đây tôi sẽ ghi hơn a, đúng không? Đây là cái
đi thân p chứ. Đây là cái lời giải rất đơn giản của cái lời giải rất đơn giản của cái của cái hàm là a mũi n, và nó có độ dài, nó có cái độ phức tạp chính là on, vì là đây chúng ta vòng lặp lại n lần này, và cái lệnh này này. À, đây là vòng lặp nhé, đây là n nhé. À, cái lệnh này là tính là có một thời gian thôi, nhưng mà tổng cộng nó chỉ là on thôi. Và cái bài này nó có thời gian chạy là gì, độ phức tạp thời gian của nó chính là on, là tuyến tính đối với n. Thế đây cũng là một cái bài rất đơn giản nhé, là cái bài là bài tính là tôi gọi là tính lũy thừa nhé, tính lũy thừa theo cái phương pháp là gì, theo phương pháp là gọi là châu bò tự nhiên hiển nhiên, được chưa? Đấy, ví dụ cái bài như này. Bây giờ tôi sẽ tôi làm thêm một vài ví dụ nữa nhé. Bây giờ chúng ta làm thêm một bài nữa. Cái bài này là một cái bài rất nổi tiếng, là cái bài như này, là trên mặt phẳng cho trước là n điểm, n điểm đây. Để tôi viết ở đây nhé. Chúng ta cùng tư duy như sau nhé. Nó gọi là bài toán tìm cặp vị trí, cặp điểm gần nhất. Đây là cái bài toán có ý nghĩa thực tế rất là cao nhé. Thực tế ở trên thực tế chúng ta hay trong thực tế là rất cần cái bài này. Cho trước n vị trí ở trên màn hình, ở trên trong không gian đấy, trong không gian màn hình thôi, nhưng trên mặt phẳng đấy. Một điểm này, hai điểm này, ba điểm, bốn điểm, năm điểm, sáu điểm. Các điểm thực hiệu là P nhé, gọi là P0 này, P1 này, P2 này, P3 vân vân vân. Và cùng là PN-1 đi. Bây giờ cần tìm ra cái hai cái điểm, hai cái vị trí mà cái khoảng cách của chúng là gần nhất. Đấy, tìm cái khoảng cách gần nhất giữa hai điểm. Nhất giữa hai điểm. Thì có bài này có hai cái dạng, một dạng là chỉ cần đi tính cái d thôi, kiểu là cái d là cái khoảng cách min nhé, cái khoảng cách min giữa hai cái bài dạng một là tính cái khoảng cách đó, và cái dạng thứ hai phức tạp hơn là tính khoảng cách và chỉ ra hai vị trí EG sao cho là cách nhau là bằng d là nhỏ nhất. Đấy. Bài hai là tính cả chỉ ra hai cái vị trí là PI và PG. Đấy. Được chưa? Thế đây là bài rất là có ý nghĩa thực tế. Lớp chúng ta là có 50 em học sinh, có địa chỉ rõ ràng, mình cần tìm ra hai em ở nhà gần nhau nhất, ví dụ như vậy. Thì bài này cũng là cái bài rất là đơn giản, đơn giản. Chúng ta đây chúng ta làm như sau. Bây giờ cái bài tập này là cái bài tập là tính khoảng cách gần nhất giữa hai điểm trên mặt phẳng. Đây là một bài toán rất nổi tiếng nhé. Bài toán này nó có tên là tiếng Anh nó là closest pair. Đấy. Một cái bài toán rất nổi tiếng như vậy nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau giải cho bài này ở dưới cái tư duy là dùng cái tư duy tự nhiên nhé. Cho trước một cái mảng P, một cái mảng P là gồm dãy các cái tọa độ. Đây, tọa độ thực hiệu tên là chính là P0, kiểu thiết bị cho đơn giản như P1, P2, PN-1, tôi lấy ví dụ cho dễ thôi nhé. Và ở đây thì mỗi cái PI như vậy nó chính là một cái cặp các cái tọa độ là XY và YY như vậy. Đấy. Bây giờ
đồ bài cần chỉ ra cái một cặp EG hay chỉ ra cái khoảng cách D. Đồ bài là cần tính tính cái khoảng cách nhỏ nhất. Khoảng cách D nhỏ nhất giữa hai điểm. Nhỏ nhất, được chưa? Giữa hai phần tử, giữa hai điểm. Nhưng cái bài này nó rất là giản thôi, bài này chúng ta như vậy chúng ta phải tìm trên toàn bộ tất cả các cái cặp điểm EG. EG sao cho là cái khoảng cách giữa Y và G là nhỏ nhất, thế thôi. Bài này rất đơn giản như vậy, là giống cái bài trên này, chúng ta phải tìm trên tất cả các cái bộ chỉ số EG của cái dãy P. Đấy. Và sau đó chúng ta tính khoảng cách chúng ta tính bằng một cái hàm, đúng không? Bằng cái hàm chúng ta biết rồi. Không còn hàm chúng ta có thể tính bằng tay được. Khoảng cách giữa hai cái điểm nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta làm như là bài này nhé. Bài này tôi đặt tên là bài là cặp điểm, tìm cặp điểm cặp điểm nhỏ nhất nhé. Cặp điểm có khoảng cách nhỏ nhất. Vì chúng ta làm cái bài này đến sau này mà nếu mà đến cuối chương trình sẽ không kịp, nếu cuối kỳ mà kịp tôi sẽ giải cái bài này với một cái thuật toán khác nhanh hơn, nhanh hơn. Nhưng mà trước mắt chúng ta giải nó với cái dạng là tự nhiên. Chúng ta chú ý là trong cái tư duy của cái thuật toán tự nhiên mà chúng ta hiểu nôm na là gì, nôm na là các cái bài toán mà giải bằng châu bò ấy, thường là cái lạc lời giải của nó là cái lời giải là xấu nhất có thể, tồi nhất có thể, nó chưa tối ưu. Cho nên thường đây là cái lời giải rất tự nhiên, nhìn vào cái là biết ngay và biết ngay và có thể giải được ngay, và nói chung nó rất là đơn giản, được chưa? Ta chú ý nhé. Đấy. Thì rất nhiều bài toán là chúng ta không thể tìm ngay được lời giải tối ưu. Ta thế này cũng hay là nghĩ mãi không ra, nghĩ không ra được cái lời giải mà cảm thấy hay thì tôi cứ tạm tư duy, tôi giải trước. Cái giải trước nó trên cái tư duy là gì, là gọi là châu bò tự nhiên nhé. Đây là ví dụ như vậy, bài này là ví dụ mà rất điển hình về cái chuyện đó. Nó rất là tư duy đơn giản, nó rất là đơn giản. Chúng ta tìm trên bộ tất cả các chỉ số EG của cái tập điểm P này, và chúng ta tính cái khoảng cách giữa điểm PI và PG, và chúng ta lưu lại cái khoảng cách là nhỏ nhất có thể, được chưa? Rồi, để tôi làm về chúng ta. Để tôi sau khi tôi có thể viết ở trên đây các bạn là như thế này nhé. Đây, tôi viết trên đây một cái mô tả bằng pseudo code nhé. Cho nên gọi là tôi viết trên ở đây cho nó dễ nhé. Này, cái thuật toán. Thuật toán giải bài tìm cái khoảng cách nhỏ nhất nhé. Input đầu vào đấy, input đầu vào là một cái dãy các điểm, dãy các cái điểm P, dãy các điểm P. Chúng ta hiểu nôm na này, P là một dãy các cái phần tử nên là P0 này, P1 này, là PN-1, đúng không? Mỗi một cái PI đấy, mỗi một cái PI này thì nó là một cái bộ hai phần tử X, Y và nhé. Thì tôi kiểu nó là đây, tôi kiểu của nó là x y nhé, x y và y y như này đấy, được vào cho trước cái này. Và output của nó thì output chính là gì, output trước mắt chỉ cần làm tính cái d thôi. Cái d là cái khoảng cách nhỏ nhất giữa hai cái điểm đó, hai điểm mà tôi ở trong các cái tập các cái điểm này đấy. Thì lời giải như sau nhé. Đây, tôi mô tả rất nhanh lời giải vì nó rất là dễ mà. Để mà tư duy rất giản, chúng ta tìm trên toàn bộ tất cả các cái cặp Y và G nhé. Đây, tôi ký hiệu cái bài này là tìm, đặt tên là khoảng cách min nhé. Đấy, min nhé. Đầu vào là P. Đấy, đầu vào là P. Thì viết dạng là gọi là mã giả nhé. Chỉ code cho nó dễ. Tôi chỉnh sau nhé. Thì đầu tiên tôi đặt n bằng là cái n là cái len của p, ví như thế này nhé, tôi viết dạng như này cho nó dễ nhé. Rồi n là cái số điểm của cái dãy p đó nhé. Tiếp theo là gì,
Tiếp theo là tôi đặt D, chứ bao tôi đặt D là một cái số bất kỳ, là một số là lớn vô cùng đi. Cho tôi giảm đi là vừa nhé. Sau tôi làm như sau là for, này đây là for i của chúng ta là từ 0 n 1, cho nên sẽ là từ 0 to n 2. Sau đó là vòng lặp thứ hai là for j bằng i cộng 1 to n 1. Đấy. Hai cái vòng lặp lồng nhau như thế này. Mà lại cần thiết là i phải nhỏ hơn j. Sau chúng ta tính nhé. Chúng ta tính cái chúng ta tính gọi là d. Cái d này cái d này tôi gọi là cái này tôi gọi là d dm nhé, d min. Đấy. Xong tính cái d nhé. Đặt d là cái khoảng cách. D là cái khoảng cách nhé. Distance giữa PI và PG. Cái này hàm này rất dễ, cái hàm này tôi làm tính rất dễ dàng. Đấy. Nhá. Sau tôi sẽ kiểm tra. Là cái này. Và tôi kiểm tra bây giờ nếu mà cái D mà vẫn nhỏ hơn D min. Đấy. Thì tôi đặt D min bằng D. Đấy. Vậy tôi cứ tìm kiếm trên tất cả các cái bộ I và PI và PG, kiểm tra nếu mà cái khoảng cách giữa chúng mà nhỏ hơn cái dmin hiện thời của bắt đầu chúng ta cho đặt dmin bằng d, và khi thoát ra đây chúng ta return dmin. Đây chính là cái thuật toán nhé. Thì cái vòng lặp là đây, tôi kêu đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 4 1 2 4, đây là 5 này, đây là 6 này, đây là 7 nhé. Đấy, thì chúng ta thấy nhé, là như sau. Cái vòng lọc, hai vòng lọc này nó lồng nhau mà. Đây là chữ n bình phương. Cái phần này chỉ là 0,1 thôi. Cái này là n bình phương. Vậy suy ra là cái thời gian chạy của chúng ta là gì? Thời gian chạy của chúng ta, tôi đóng lại cho tôi vướng. Suy ra là cái thời gian chạy của cái trình này, dtn lần 9, nó chỉ bằng là o n bình phương. Đấy, nó là, có cái độ phức tạp của nó là n bình phương đó. Nhưng mà cho giây phút này, như vậy cái bài toán này là bài toán là lời giải của chúng là gì? Lời giải của chúng là có độ phức tạp là n bình phương nhé. Đây tôi giải thử cho các bạn xem nhé. Này, đầu tiên tôi là viết cái hàm mà tính ra hai điểm nhé. Đây tôi ký hiệu như này. Def tôi dùng từ là dist, khoảng cách giữa hai cái điểm, đặt tên là p và q này, hai điểm p q là hai. Chúng ta hiểu là gì? Một cái điểm tức là một cái bộ hai số x và y. Thì như vậy là hai số đó nó sẽ là gì? Hai số đó nó chính là p0 và p1, được chưa? Đấy, cái bài này đã là như sau. Chúng ta nhớ lại một chút cái công thức tính khoảng cách giữa hai cái điểm trên mặt phẳng là gì, là như thế nào, là như này thôi. Chúng ta nhớ lại nhé. Cái d, cái dis, cái khoảng cách giữa hai cái điểm p và q đấy. Đấy. Giả sử là p bằng là x1 y1 và q bằng x2 y2. Thì x này nó sẽ bằng là căn bậc 2 của x1 trừ x2 tất cả bình phương cộng với y1 trừ y2 tất cả bình phương. Đây chính là công thức tính cái khoảng cách giữa hai điểm trên mặt phẳng, đúng không ạ? Bằng cái tọa độ hiệu x bình phương và hiệu y bình phương cộng lại và tất cả lấy căn bậc 2 ra, thì đây là công thức để tính cái khoảng cách giữa hai cái điểm trên mặt phẳng Euclid, đúng không? Câu trường của chúng ta ở đây thì là p q, nó là các cái nó có dạng là hai số x y, tức là gì? Tức là x thì chính là bằng là p0, còn y chính là bằng là p1. Đấy, thì bây giờ chúng ta tính nhá. Đây thì giờ chính xác cái đây nó sẽ bằng là return này. À, chúng ta đầu tiên chúng ta tính cái y, tức là chính là p. Đây là p hoa đúng không? P này. P0 này. P0 này trừ đi Q0. Đúng không? Đấy, đây là xong nhân 2 lên thì là cái này nữa. Nhân 2 là cái này đúng không nào? Xong cộng với là
Y1 chữ Y2 đây chính là gì? Chính là Q, chính là P1. 1 đúng nào, trừ đi Q1. Đấy chính là, đây chính là Y đấy nhé. Đó. Xong bình phương. Đấy, xong là tất cả chia căn bằng 2 thì tất cả là mũ 0.5 khỏi phải. Đấy. Đây chính là cái công thức đây. Đây chính là cái công thức để tính cái khoảng cách giữa hai cái điểm P P và Q. Đấy chưa? Rồi thế bây giờ tôi sẽ viết lại cái bài thứ hai là cái bài tính khoảng cách min, là khoảng cách min nhá. Khoảng cách min. Đầu vào chúng ta là một cái dãy P nhá. Một cái dãy các phần tử, dãy các điểm P ở trên đây này. Đó. Bây giờ chúng ta làm lại nhé. Đặt N bằng len của P này. Len của P, P là một dãy các điểm nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta đặt D là một cái số, đặt trước là cái số lớn vô cùng rồi, chúng ta học xong là vừa mà đây. Đặt D bằng cái số lớn vô cùng. Đây. Đặt cái này bằng như nào đây? Đặt như này này. Cái cô vẫn nghe được bình thường chưa? Có nghe được không? Alo. Có. Ừ, mình đang sợ quá cho nên nó ra cái màn hình là phải log in vào cái Microsoft mà sợ quá tưởng bị văng ra rồi, chưa văng ra đúng không? Mình cho làm tiếp nhá. Thì như vậy là muốn đặt mà trong Python nó có một cái mẹo để tính ngay cái giá trị này. Là như sau này, ở trong Python thì chúng ta tính sẵn D, chúng ta tính bằng là đây là chúng ta nên chúng ta dùng lệnh này. Ở trong Python nó có cái này nhé. Đây là cách viết thôi. Cách viết của Python là mẹo thôi. Thì ở trong Python cái giá trị này. Cái công thức này thì là mô tả cái số D sẽ làm cái này là một số nó lớn vô cùng. Ở trong Python nó kiểu là lớn cùng. Còn nếu chúng ta để ở đây là chúng ta để là trừ thì nó sẽ là nhỏ, nó sẽ là âm vô cùng. Còn đến này thì nó là dương vô cùng. Đấy, nhìn chúng ta chú ý nhé. Đây là cái phần đối riêng của Python thôi. Còn nếu mà ta sẽ trong ngôn ngữ khác chúng ta đặt đây là một giá trị cực lớn. Bất kỳ, đặt là vài triệu, vài tỷ thì lớn thôi. Đúng không nào? Mình làm thử nhé, bây giờ là for này. For i in range mô tả đúng thế nhé, n-1. Đấy, chúng ta chú ý xong for g in range i luôn nhỏ hơn g cho nó tiện, i sẽ là i cộng 1 cho đến n, như vậy chỉ cần hai vòng lặp cho chúng ta kiểm tra. Chúng ta đặt d bằng khoảng cách giữa hai cái điểm pi và pg. D sẽ bằng là dùng cái là hàm dist này. Đấy, chúng ta vừa tính nhé, hàm dist nhé của hai cái pi phẩy pg. Đấy. Sau chúng ta kiểm tra. Chúng ta kiểm tra nhé. If mà D mà lại nhỏ hơn D min, đấy, thì chúng ta sẽ đặt là gì? Đặt D min bằng D. Đấy. Và hết cái sau xe cần này thì chúng ta sẽ return kia. Đấy. Return D min. Đấy. Một cái bài rất đơn giản đúng không nào? Đấy. Thì bây giờ tôi làm thử nhé. Bây giờ tôi test thử này. Tôi test thử nhé. Ok, tôi đặt là P làm cái dãy các cái điểm trên mặt phẳng thôi. Đấy, đặt sửa nhé. Điểm đầu tiên là 0,0 nhé. Điểm thứ hai là đây. Điểm thứ hai là 1,1 nhé. Điểm thứ ba là 13. Điểm thứ tư là 2,4. Điểm thứ năm là 6,3. Điểm thứ tiếp theo là 1,4. Ví dụ tôi lấy cho mình thì tức là cầm một vài cái thôi, 3,1 ví dụ như vậy. Rồi, đang thử như vậy nhé. Đấy.
mà mình chúng ta có thể tính là cái trong đây là 1 2 3 4 5 6 7 có 7 điểm tất cả. Mà chúng ta có thể vẽ cái hình này trên màn hình rồi đấy, là cái gì? Thì chúng ta sau chúng ta sẽ biết được là cái sẽ làm thử nhé. Tôi đặt D bằng dùng cái hàm dượt hàm lên là tên là casemin đúng không? Casemin đấy. P. Và tôi print. Print kết quả ra. Print cái khoảng cách nhỏ nhất là quay đèn, nó sẽ là số tử phân nhé, chúng ta chú ý nhé. Thì chúng ta có thể viết cho nó tròn, tôi dùng lệnh round cho nó làm tròn, cho nó dễ làm tròn D với 3 số sau dấu phẩy chẳng hạn đấy, được chưa? Bài này sẽ là cái bài là đấy, đơn giản như vậy thôi nhé. Chúng ta có thể mở rộng ra thành, nhưng mà nó chạy thử thì có đúng không nhé, thử xem nó ra cái số rồi. Đây là D-min, xin lỗi, chỗ này là D-min nhé. Đấy, đấy. Đặt D-min là cái số lớn nhất đây nhé. Chạy thử đi. Đấy, là 1.0. Đấy, đó là, hoặc đó là 1. Đấy, đó là 1 giữa hai điểm nào nhỉ? Giữa hai điểm này, giữa hai điểm nào là 1 nhỉ? Đây, tôi có thể tính được đấy. Đây là tôi có thể tính được. 2, 4, 6, 3, 1, 4, 3, 1. 0, 0. Cái này chúng ta vẽ ra mới được nhé. Thì tôi nó số nó được ra đúng không mà. Nhé. 0 0 đây là 11 ở đây nhá. Là 13 nó xa rồi, 24. Là 24 là phía dưới này, cái 63 nó rất thích dưới này, 14. 14 31. Để tôi thử nhé. Ở đây tôi thử vẽ, đây tôi copy cho tôi thử. Để kiểm tra, tôi muốn kiểm tra chính xác một chút cho nó đúng hay sai nhé. Đây, tôi làm ngay trên này để dễ nhé, để kiểm tra này. Tôi muốn cho nó thật là yên tâm nhé. Đây, cái số của chúng ta với một này này. Bây giờ tôi vẽ thử nhé. Đây, tôi vẽ thử. Xem tôi muốn kiểm tra trực tiếp xem tôi làm có đúng không nhé. Đây. Không không là một số này. 11 là ở đây này, đây nhé. 11 là ở đây nhé. 13 tích trên này kìa, 1, 2, 3, 4, 5, tích trên này, 13, 2, 3, tích trên này nhé, đây trên này. Tôi lùi ra đây nhé. Đấy. Đây là 11 này, đây là 10 tích trên này, đây là 3 trên này, đây là 13 này, đấy, đây là 13 này. Nhé, ở đây là 01 này, đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 1 này. 2 này, 3 này, 13 nhé, 24, 2, 3 trên này, một điểm nữa trên này, cao hơn tí nhé, đây là 3, đây là 4 này, đấy, đây là 2, 4, vẫn còn xa nhé, 6, 3, 2, 4, 3 đây, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ở đây, 6, 3 này chỗ này, 13 này, 6, 3 này chỗ này. Đây là một điểm nữa ở đây nhé, 14, 1, 2, 3, 4 là ở đây. Đây, đúng không nào, 14 và 31, 31 thì ở đây. Đây. Hai điểm có chứ, hai điểm này này, là hai cái điểm là 24 và 14 nhé. Hai điểm 14 và 14 là hai điểm cách nhau 1 lần 1. Đấy, đồng bài chúng ta làm tính đúng rồi đấy. Hai cái điểm là 24 là 14 nhé. Đây là 24 là 14 này. Là cách nhau đúng là đúng 1. Chứ không cách ra đúng rồi đấy. Đấy. Được chưa? Được chưa? Như vậy chúng ta làm quen một vài bài thôi. Mà chúng ta sẽ không đi sâu vào nữa. Bây giờ tôi sẽ làm thêm một bài cuối cùng. Tôi làm thêm một cái ví dụ nữa để chúng ta thấy có một vài bài. Tôi muốn cho thầy cô xem một vài cái bài tập nó thuộc là một cái bài tập mà là nổi tiếng nhé, nổi tiếng. Chúng ta cùng nhau làm cái bài này, bài toán tìm tổng con lớn nhất nhé, tìm tổng con lớn nhất. Là như sau này, cho trước cái dãy nhé, cho trước một cái dãy số. Đây là một cái bài rất nổi tiếng nhé. Tìm tổng con lớn nhất, các bạn lên mạng các bạn tra là nó ra ngay. Để tôi các bạn có thể lên mạng tra cái bài này. Đặt tên nó là cái bài nó là max
Maxim Maxim Array. Đấy. Chúng ta cứ lên mạng chúng ta tra nhé. Cho cái dãy, cho trước dãy A nhé. Dãy A gồm n, gồm n phần tử, n phần tử. Thì thế là một tổng con. Tổng con là cái tổng con của dãy A nhé, tổng con là một cái, là cái tổng nó có dạng như này, nó có tổng là cái AI AI cộng với AI cộng 1, một cái tổng con liên tục, để tôi có hiểu liên tục cộng cộng với AG. Đấy. Tổng con này. Thì bài toán này yêu cầu là tìm tìm hết chỉ ra cái tổng con lớn nhất. Bài toán đặt ra là tính tổng con lớn nhất sẽ là bao nhiêu? Tính tổng con. Tính tổng con lớn nhất. Đấy. Chuyện bài này tôi viết là cái bài đặt tên bài bài là tính tổng con lớn nhất. Tính tổng con lớn nhất nhé. Bài này có hai dạng, một dạng là yêu cầu chỉ cần tính chỉ cần ra đáp số là tổng con lớn nhất là bao nhiêu. Bài thứ hai là cái bài bài hai là hãy chỉ ra cái chỉ ra đúng dãy con mà có cái tổng đó. Không những là chỉ không không những là tính cái tổng con mà còn tính được cái vị trí của cái tổng con đó. Thì chúng ta có thể làm cả hai phương án luôn, chúng tôi làm cả hai phương án hai nhé. Rồi thì cái bài này là như sau này, cái bài này cũng là cái bài rất rất một cái bài rất nổi tiếng mà có tư duy nó rất là chúng ta có thể tư duy cho nó rất là mức độ rất là đơn giản để có thể làm được ngay. Chúng ta chưa tìm ra cái toán là hay hay là khó, chúng ta cứ giải theo kiểu là giải theo kiểu đơn giản được chưa ạ? Nhé, từ đây tôi lấy cho chúng ta tư duy như này nhé. Là sự cái A của chúng ta nhé, cái A của chúng ta nó chính là đây, nó chính là A0 này, A1 nhé, và đây là AN-1. Đây. Tổng con thì biết rồi, cái tổng con là cái tổng có dạng là tổng con tôi tính từ AI đến tổng đến AG, tôi kiểu đó là SEG, tôi viết ký ở đây cho dễ nhé, SEG. SEG là bằng chính bằng gì? Chính là bằng A0 à, AI tổng từ AI cộng với AI cộng 1, tổng con liên tục nhé, cho đến AG. Được chưa? Ví dụ như là 3, 2, 1, trừ 1, 0, 7, trừ 2, 5. Đấy thì cái tổng con là liên tục, một cái dãy con liên tục như thế này. Rồi với cái tổng lại, tổng này thực hiệu là SEG. Đấy. SEG là tính theo công thức này. Được chưa? Đấy thì cái bài toán như sau. Bài toán là chúng ta chỉ việc ra tìm tất cả các tổng con EG này và so sánh với nhau và tìm ra cái tổng con là lớn nhất. Thì như vậy chúng ta chỉ việc gì? Chúng ta chỉ việc là cũng như vậy là chúng ta tìm tất cả các bộ EG, cặp chỉ số EG sao cho Y nhỏ hơn G. Được chưa? Mà chúng ta tính cái tổng đó, tính tổng rồi và chúng ta sẽ kiểm tra tìm cái tổng con là nhỏ nhất chúng ta đưa ra. Để tôi lấy ví dụ nhé. Đây là tôi mô tả một cái pseudo code nhé. Cái mã giả đây. Mã giả của cái bài toán đó nhé. Tôi đặt tên là max sub array nhé, tổng con. Đấy. Tôi kiểu có này là A. Đây tôi mô tả nhanh cái thuật toán nhé. Nó rất là đơn giản. Thì tôi đặt n bằng len của A này, len của A. Thật ra cần hai vòng là for thôi, for y bằng 0 to không cần hết không tu tổng con này là có thể tổng con này là y có thể là y có thể bằng nhau nhé, không cần thiết là phải không cần thiết là phải y là phải nhỏ hẳn g mà y có thể là bằng g, tức là đây này chỗ này y là tổng con này sẽ là tổng con y có thể nhỏ bằng g. Đấy. Nhưng mà ta lấy y for y từ 1 đến n trừ 1 xong là for g từ y tu n trừ 1. Đấy. Được chưa? Và trước đó chúng ta tính một quên mất ở đây tôi còn một lệnh nữa, tôi tính một cái phương án đáp án nhé. Đấy. Cần tìm một tưởng maximum mà tôi đặt một cái đặt cái gọi là s max. Đấy.
Max là chiều vô cùng. Ta chọn nhỏ nhất đi. Mà tôi kiểm tra chỗ này là tôi tính nhé. Bây giờ là if tôi đặt là s gì là tổng đi, là gọi là sum đi. Sum bằng là s của easy. Đấy. SEG là một tập tính một cái hàm riêng đi nhé. SEG chính là cái SEG chính là tổng từ AI cho đến AG, tính là tính là cái tổng sum này nhé. Gọi sum là cái tổng SEG. Và tôi kiểm tra bây là if cái S max nhé. If S max mà nhỏ hơn cái sum. Đấy. Chứng tỏ là đây là một cái phương án tốt hơn nhé. Mình cần tính game à đồ mà chúng ta là tính max mà đúng không? Vậy là cái này là một cái tổng lớn hơn nữa thì tôi đặt là S max bằng sum. Và cuối cùng lấy từ return gì? Từ return là S max. Đấy. Thì đây là giải. Giải rất đơn giản được, nó gọi là lời giải châu bò, lời giải châu bò đây. Bây tôi tính thử nhé. Bây giờ này chỉ tính được cái tổng lớn nhất thôi, còn không chỉ ra được là cái vị trí y và z, không chỉ ra được nhưng cũng được. Thế đây nhé, ở cái chỗ này này, ở cái chỗ này là hai cái lệnh này là mất là n bình phương. Còn tính cái tổng này này và tính riêng. Cái tổng này là tính là với y là bất kỳ, cho nên là có thể nó rất lớn, có thể cho nên là mất thêm lại là n nữa. Đấy. Còn cái chỗ này nó là một, chỗ này nó là không một thôi. Đấy. Vậy lồng vào nhau ba cái lồng nhau vậy suy ra tổng lại, suy ra là cái tn của nó ở đây này nó sẽ bằng là o lớn n mũ 3 nhé. Đấy, n mũ 3. Vì cái thằng này là n bình phương, thằng này là n nhân với nhau nữa là n mũ 3. Đấy, suy ra là cái lời giải này này. Cái lời giải đơn giản này này. Ở châu bò này này nó có cái độ phức tạp lại là n mũ 3. Bây giờ tôi viết lại cái này. Viết lại cái bài này nhưng mà tôi không trả về là chỉ có S max. Tôi trả về luôn cả cái S max, cả chỉ số y và z nữa. Chỉ số y của cái tổng con là lớn nhất đó thì làm như sau nhé, để tôi viết lại cái này. Cho các bạn hình dung được nhé, để tôi viết lại cái hàm này. Đấy. Viết lại cái hàm này cho nó thật rõ ràng ra. Này hàm này chính là max sub array A nhé. Đó. Các bạn cẩn thận nhé. Đầu tiên tôi đặt là n bằng len a. Đấy. Và tôi đặt là tính tôi cần tính cái s max. Rồi, s max là tôi đặt bằng trừ vô cùng nhỏ nhất nhé. Và tôi đặt y và y g, tìm y và g thì đầu tiên tôi đặt là tôi tìm cái chỉ hệ số của cái y max và g max. Y max chính là hai cái chỉ số của cái dãy con có phần có cái tổng lớn nhất. Thì tôi đặt bắt đầu đặt bằng không hết nhé, không không đấy, đặt này y max bằng không, y max bằng không mà sau tôi tính này for y bằng không to n trừ một, sau đó là for g bằng không to n trừ một, à từ y trở đi đấy. Từ y nhé, for y bằng y chuyển tôi, nhưng mà tôi cần tìm là tất cả cặp y sao cho là y nhỏ hơn bằng g. Thôi tôi tính nha, vì tôi tính như sau nhé. Tôi kiểm tra này. Bây giờ là if mà S max mà nhỏ hơn hẳn cái gì? Nhỏ hơn hẳn cái SEG. SEG tức là hàm riêng thì tính sau nhé. SEG là tổng từ y đến g đấy. Thì như này tôi đặt như sau, tôi đặt là S max chỉ là bằng là SEG. Mà tôi đặt là y max chỉ là bằng y và g max chỉ là bằng g. Đấy. Mà cuối cùng đây tôi return, kết thúc là tôi return thì tôi return là vừa s max vừa y max vừa g max, return ba ba cái nhé. Đây là cái thuật toán châu bò đấy, thuật châu bò của bản thân này. Và cái thuật châu bò ta biết là có cái độ phức tạp thời gian của nó là ON mũ 3. Đấy. Mình là các bạn
sau này các bạn sẽ cải tiến đi và chúng ta sẽ giảm bớt đi, không phải là n, mà chúng ta giảm xuống n bình phương, xong từ đây nếu chúng ta giảm xuống là n, bài này đáp số của nó là n nhé, thì là cái lời giải tối nhất của nó là chỉ là on thôi, còn đây là on mũ 3. Để bây giờ tôi giải bài này trên máy tính cho bạn làm thử nhé, để chúng ta có cái một cái hình dung đây nhé. Thì đầu tiên tôi cần viết một cái hàm nhanh để tôi tính cái SIG này. Đấy, tôi viết cái hàm này tôi tính nhé. Đầu tiên tôi viết là cái df này, df của SIG tôi viết tôi là f này là AIG cho nhé, thoải mái nhé, AIG. Đấy, tính luôn như này nhé. Đây thì tôi đặt tên lại, đầu tiên đặt tên s bằng 0 này, xong for chạy thôi, for k in range nhé. Chạy từ i đến g nhé, chạy từ i đến g tức là từ i, chạy từ i đến g cộng 1, i là gì này, đấy nhé. Và tôi đặt s nhỏ bằng là s nhỏ cộng với ak. Đây là tổng các phân tử, từ tổng của cái dãy con từ i đến g, ta đây ta return s nhỏ. Vì về thằng Python nó phân biệt là chữ hoa, đây là SS hoa nhé, khỏi lẫn nhé. Đấy, đây là AIG ở đây, đó, thì như này nhé, đó. Giờ bây giờ chúng ta sẽ sang phần này, thủ tục chính này, là def của max sub array nhé, đây là A. Cái hàm này sẽ trả về ba tham số, đầu tiên là cái giá trị tổng con max của cái hàm, của cái dãy A, hai là cái chỉ số, hai chỉ số đầu và cuối của cái dãy con mắc đó nhé. Thì làm như sau nhé, làm tôi viết lại cái này là len, tôi đặt là n bằng len của a thôi nhé. Sau tôi đặt là gì, đặt là s max, đây là cái số nhỏ nhất, là cái số đặt là cái là đầu tiên đặt là một số âm vô cùng, thì tôi dùng hàm này, dùng lại cái hàm float này, hàm float nhé, là trừ đi i, đây lại chúng ta chú ý đây. Đây là cách mô tả cái bài này giống lúc nãy đúng không, nên bỏ chữ dấu trừ đi, đây sẽ là cái số lớn nhất ở trong Python, còn để dấu trừ thì là số nhỏ nhất có thể. Đấy, rồi tôi đặt là i max và g max là hai con số cũng cần phải tính nhé, bằng là 0 0. Đấy, xong mình làm như sau này, for i in range n, xong tiếp theo là for g in range từ i đến n, i phẩy đến n trừ 1. Sau tôi tính cái kia đúng không, tôi viết đặt tên lại là đặt tên là s caron cho nó hay một tí nhé. Đây chính là s nhé, s của a phẩy i phẩy g. Đấy, đây là cái tổng con theo cái hàm này nhé, đây là cái tổng con của dãy a từ i đến g, đặt vào cái s caron để cho nó lưu lại thôi, không phải thôi vào tính lại nhé. Kiểm tra nếu mà if mà s max mà nhỏ hơn s caron nhé, đấy, thì chúng ta đặt lại là gì, là s max bằng s caron và đặt là i max, đặt luôn g max bằng i g, được chưa? Và thế đây chúng ta sẽ return thôi, return s max phẩy i max phẩy g max. Như vậy mà cái bài toán giải sẽ rất đơn giản đúng không ạ? Đấy nhá, này nhắc lại này. Đây là giải rất là dễ hiểu, đơn giản. Là chúng ta tìm kiếm trên tất cả các cặp IG để tìm tất cả các cái tổng con của nó. Bài toán là tìm tổng con mà, tìm tổng con lớn nhất mà. Ta tìm tất cả các tổng con thông qua cái hàm này. Và kiểm tra ta sẽ tìm ra cái tổng con nào lớn nhất thì toàn lưu lại. Còn cái biến s max, i max và g max để lưu lại cái kết quả cuối cùng, mã số in ra cái này. Đấy,
Được chưa? Bây giờ tôi test thử nha. Test thử xem như này nha. Đây. Đặt A bằng 1, 0, trừ 3, 7, 2, trừ 1, 5, 6, trừ 7, 9, 10, trừ 2, 15. Lấy ví dụ như vậy nhé. Đây. Và tôi đặt này, tôi tính nhé, tôi đến là S max này, phẩy này, S M cho nhanh này, I M này, và G M đặt là gì, đặt trên là max, max up array đấy, à, tôi trả về luôn nhé, đấy. Và tôi print này, tôi print nhé, kết quả nhé, dãy lớn nhất, dãy có tổng lớn nhất là, dãy có tổng lớn nhất, là in ra kết quả thôi. Đầu tiên là S max này, S M này, đúng không nhỉ? S M này, chỉ số của nó là lớn nhất là từ dãy có tổng con lớn nhất là S max này, đúng không? Từ vị trí, từ vị trí I max, đúng không? Đến G max. Đấy. Dãy có tổng con lớn nhất nhé. Đây là S max là lớn nhất, SM này, SM là lớn nhất này. Mà cụ thể chỉ ra là từ vị trí này đi vị trí này. Đấy. Được chưa? Đấy. Chúng ta chạy thử nhé. Chúng ta phải ghi lại đã, chưa ghi thì phải. À, ghi rồi đúng không? Chạy thử nhé. Với cái dãy này này. Đấy. Thế là như thế này. Đấy. 36 từ vị trí 3 đến vị trí 11. Cái này hơi khó, hơi khó nhìn. Tôi làm nhanh nhanh nhé. Để cho nó dễ hơn nhé. Đặt là A bằng 1 này, 2 này, 3 này, trừ 10. Chị thấy bài này, bài hiển nhiên nó phải là tổng của nó là từ 1, 2, 3 này. Chị thử đúng nhé. Không đến 2, đấy, không đến 2. Tổng nó là 6, không đến 2, đúng không? Bây giờ tôi sửa, tôi ở đây tôi thêm vào sau số 2, tôi thêm vào cái số là trừ 1 nữa, nên thì nó sẽ còn lại chỉ là từ 0, từ 0, từ 0 đến 1 thôi. Không là à vẫn được nhá. Tổng búng này nó vẫn là lớn nhất đúng không? Đấy, đúng rồi. Đấy nhá, đúng rồi nhá. Như vậy các bạn thấy, nhưng mà đây là một cái bài cũng rất đơn giản thôi, nhưng mà bài này là cái bài mà chúng tôi vừa giải nó với cái dạng là đơn giản nhất, dễ hiểu nhất. Và nó ra cái đáp số là gì? Nó ra cái đáp số là ra nó ra một cái lời giải là có độ phức tạp thời gian là n mũ 3. Đấy, thì cái bài này chúng ta sẽ về nhà, chúng ta sẽ phân tích và chúng ta cải tiến đấy nhá. Thì không, các buổi sau chúng tôi sẽ sửa cái bài này. Như vậy bài này là cái bài mà chúng ta vừa mới làm ra dưới dạng nó là châu bò. Đấy, và nó có cái độ phức tạp là n mũ 3. Chúng ta sẽ cần phải cải tiến nó. Cải tiến bước 1 là giảm xuống n bình phương. Cải tiến bước 2 là giảm xuống là ON thôi. Để chúng ta cùng nhau suy nghĩ nhé. Được rồi, tôi xin như vậy, tôi vừa trình bày đã khá cái phần đầu tiên, tôi định nó nhanh nhưng mà thôi được, chúng ta mất gần 1 tiếng đồng hồ cho cái phần này, cũng là một phần quan trọng. Để các thầy cô thấy là như vậy là bên cạnh cái tư duy mà tìm thứ thuật toán tối ưu ấy, thì chúng ta sẵn sàng một phương án là cho học sinh nó biết là à, hay chúng ta cũng để học để chúng ta làm hàng ngày thôi, là luôn có một phương án nó tự nhiên và châu bò, luôn là có như vậy. Thì như vậy về nguyên tắc, bất cứ một cái bài toán nào của thi nào cũng đều có được giải hết, vấn đề nó chậm hay nhanh thôi, mà người ta cần tìm ra cái phương án là nhanh, thì càng tìm kiếm phương án tối ưu thì nó càng khó. Đó chính là nội dung của khoa học máy tính. Chúng ta cần phải học các thuật toán, cấu trúc dữ liệu. Còn tự nhiên thì bao giờ cũng có lời giải, luôn luôn tìm được lời giải, có thể là không tối ưu. Thì cái lời giải mà tồi nhất, mà đơn giản nhất chính là cái lời giải gọi là lời giải châu bò nhé. Chứ bất cứ bài nào chúng ta có thể giải bằng toán châu bò.
nó hoàn toàn không phải là môn toán nhé. Cái môn toán là gì? Cái môn toán là môn có bài, có bài tập, là không thể có ra, không có lời giải, chúng ta không tìm lời giải. Còn là tin học thì luôn luôn là có lời giải, chỉ tội anh là châu bò hay không thôi. Nó châu bò thì là tồi nhất, nhưng mà là dễ nhất, đơn giản nhất. Còn muốn học, muốn tìm hiểu sâu hơn nữa, chúng ta phải học, phải mây mò, phải nghiên cứu, và chúng ta sẽ tìm ra các kỹ thuật tập trình phức tạp hơn, tìm ra cấu trúc dữ liệu mạnh hơn và tìm ra các lời giải hay hơn. Phần đó chính là cái nội dung của những người làm khoa máy tính, nó là như vậy nhé. Đấy. Rồi như vậy phần này là xong, thì tôi sang phần tiếp theo, cái phần mà chính, phần chính mà tôi muốn nói là chúng ta sẽ bắt đầu học sang một cái kỹ thuật rất quan trọng là gì, là kỹ thuật lập trình đệ quy nhé. Đây là một trong những cái, theo tôi là một trong những cái, một trong những kỹ thuật theo tôi là quan, vào loại quan trọng nhất của những người lập trình đấy. Thì chúng ta sẽ dành, chúng ta sẽ dành một vài buổi, chứ gọi là một buổi, một vài buổi chúng ta sẽ luyện luyện để làm quen với kỹ thuật lập trình đệ quy này, vì rất nhiều thuật toán hay với rất nhiều cái thuật giải hay và dựa trên cái kỹ thuật đệ quy, lập trình đệ quy này. Mà không phải chỉ có lập trình hay, mà hầu hết tất cả các thuật toán đều ít nhiều là dùng đến kỹ thuật đệ quy. Cho nên là cái thuật lập trình đệ quy là một trong những kỹ thuật gọi là thuật là cơ bản. Và trong cái chương trình lớp 11 của sách giáo khoa đấy, thì trong cái chuyên đề đấy, trong cái chuyên đề của sách giáo khoa tin chuyên đề CS của sách giáo khoa 11 thì cái chương đầu tiên là chương về lập trình đệ quy. Thì lập trình đệ quy thì là nó rất đơn giản các bạn, rất đơn giản. Nó là một cái, thế nào lập trình đệ quy? Tức là một cái nó có một cái hàm nó gọi chính nó, thì nó gọi là đệ quy. Đấy, nó đơn giản như vậy thôi. Chúng ta có một cái hàm, định nghĩa một cái hàm nào đó nhé. Chúng ta định nghĩa một cái hàm nào đó, ví dụ định nghĩa một cái hàm f nào đó ở đây nhé. Đấy. Và trong cái lời giải của nó lại gọi luôn cái hàm f này nữa, thì cái đó thì cái này nó gọi là lời gọi này, nó gọi là lời gọi đệ quy. Đấy. Thì có rất nhiều cái gọi là chính nó, thì rất nhiều cái bài toán mà dùng cái đệ quy này. Nhưng mà ta chú ý một điều là ở trong bất cứ một cái hàm nào, một gì nào, một đệ quy, thì chúng ta phải chú ý như sau. Một cái chú ý rất quan trọng luôn nhé, là với bất cứ một cái chương trình mà bất cứ một cái hàm, một cái chương trình nào mà nó có đệ quy như này này, thì chúng ta phải chú ý, thì bao giờ trong cái phần đó, trong chương trình đệ quy đó, nó phải có hai phần, bao giờ phải có hai phần nhé. Là trong chương trình đệ quy, trong một cái chương trình hay một cái hàm mà đệ quy ấy, thì luôn phải có hai phần rất quan trọng, là cái phần sau đây. Phần thứ nhất là cái phần nó gọi là, phần thứ hai mới là phần đệ quy nhé, phần thứ hai là phần gọi đệ quy thì đã đành rồi. Nhưng mà cái phần một quan trọng, phần một là cái phần nó gọi là phần cơ sở. Đấy. Thì một cái chương trình mà đệ quy bao giờ nó có cái phần cơ sở và phần đệ quy. Nôm na là phần cơ sở là cái phần mà nó có nhiệm vụ là xử lý bài toán khi mà cái độ và cái đầu vào của nó là khá nhỏ. Đây là cái trường hợp này dùng để xử lý các trường hợp đơn giản. Và cái cơ sở nó có ý nghĩa rất quan trọng nữa, là nó bảo đảm cái việc nó kiểm soát cái sự dừng, nó kiểm soát cái việc dừng của chương trình, nó kiểm soát cái việc dừng của chương trình. Một chương trình đệ quy mà không có phần cơ sở này, nó sẽ gọi vĩnh viễn luôn. Cho nên chúng ta chú ý nhé, cái này là cái rất quan trọng. Cho nên bất cứ một chương trình, một cái chương trình mà gọi đệ quy nào cũng phải có cái hai phần, là phần cơ sở và đệ quy. Thế thì chúng ta chú ý là khi nào vậy, thì cái cơ sở nó nghĩa là gì và cái đệ quy là cái gì. Khi thực tế chúng ta làm thiết kế chương trình thì như sau này. Cái phần nói chung là tất cả những cái hàm mà gọi đệ quy nó đều hơi nó có cái tư duy hơi giống cái quy trình quy nạp toán học. Khi chúng ta nhớ lại cái quy nạp nhé, cái đệ quy nó rất là giống với quy nạp toán học nhé, quy nạp toán học.
Đây là đệ quy này. Chúng ta nhớ là một cái bài toán cần chứng minh bằng quy nạp ấy thì chúng ta phải làm như sau. Chúng ta phải làm theo theo hai bước. Bước 1 là chứng minh là một cái mệnh đề đó, chứng minh là cái mệnh đề gọi là P đó đúng với đúng khi n là khá bé, khi n nhỏ, khi n bằng 0 chẳng hạn hoặc là 1 chẳng hạn. Được không nào? Rồi cái ý phần thứ hai của phần đệ quy là gì? Của con nạp là gì? Là nếu nếu mà P đúng với K thì P đúng với K cộng 1. Với K cộng 1. Đấy. Thông thường cái bài toán quy nạp thường nó có hai bước. Bước 1 là chứng minh mệnh đề P đúng với N là khá nhỏ. Còn bước thứ hai là chứng minh là nếu P đúng với K thì suy ra P đúng với K cộng 1. Hay ý đó là gì? Muốn chứng minh là K cộng 1 là đúng, chúng ta suy về trường là K. Đấy. Thì ứng với đệ quy thì cái phần này này, đệ quy là nó có cái phần cơ sở. Còn cái này là chỉ là cái phần đệ quy. Chỉ là cái phần quy nạp và giữa đệ quy nạp và đệ quy là nó rất là giống nhau nhé, giống nhau. Để tôi lấy ví dụ nhé, chúng ta có rất nhiều các bài toán như vậy để chúng ta sẽ làm một số bài toán nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ làm một số bài toán liên quan đến bài gần nhất nên là cái bài là tính này, số Fibonacci này, một cái bài này rất là chúng ta nhắc lại số Fibonacci là như này nhé. Fibonacci đấy. PN được định nghĩa như này nhé, định nghĩa như sau này, định nghĩa là P0 thì bằng 0 này, P1 thì bằng 1 này. Đấy. Và tổng quát là PN bằng là PN trừ 1 cộng với PN trừ 2. Đấy. Tổng quát là như vậy. Đấy, chúng ta thấy. Thì cái là như sau nhé, thì đây là chính trường hợp là cái phần này là phần xử lý trượt trượt cơ sở, còn đây là trượt trượt chính là phần đệ quy, đúng không? Phần đệ quy thì bao giờ cũng có. Đây tôi là làm luôn bài này nhé. Đây đếp này, đặt tên là ép cho nhanh nhé, hay là phíp cho nhanh nhé. Đây. Cái bài này là cái bài gì? Cho trước số n cần tính số Fibonacci thứ n nhé. Đấy, thì như sau nhé, đây này kiểm tra này, vì là if này, nếu mà là if n bằng 0 đấy, thì chúng ta return 0 đấy. Còn else if mà n bằng bằng 1 thì chúng ta return 1 đấy. Như vậy là với n bằng 0 thì return 0, với n bằng 1 thì return 1. Còn tổng quát else đây thì chúng ta sẽ trả về return. Đây chính là gọi đệ quy nhé. Đây là n trừ 1 cộng với n trừ 2. N trừ 2. Đấy, thấy không nào? Đây là một bài toán rất đơn giản đúng không? Thì cái đây là bài toán có nói nhé. Đây chính là gọi đệ quy đây. Đây chính là phần là gọi đệ quy này, đúng không nào? Thì trong bài này thì cái lệnh từ 5 lệnh này này, đoạn này chính là đoạn là gọi là phần phần cơ sở. Không không có phần này thì lại gọi là nó sẽ chạy vĩnh viễn luôn. Đấy, chúng ta thấy nhé. Cho nên bất cứ một cái bài toán đệ quy nào là một bài toán mà đệ quy nào, trình đệ quy nào phải chỉ ra được cái chỗ nào là cái chỗ cơ sở của nó. Đây chính là phần cơ sở đây. Đấy, chú ý cái này chúng ta. Nên các thầy cô biết rồi tôi nhắc lại thôi nhé. Bây tôi tính thử nhé. Đặt n bằng 5 chẳng hạn, tôi tính thử này, tôi print ra cái phíp phíp n. Để tôi ghi ra nhé, là Fibonacci nhé. Đệ quy cái bài tập rất rất đơn giản, tính thử nhé. Mình đơn giản như này, rất đơn giản, nó là một quy trình đệ quy đơn giản đúng không? Đây là 5 này. Vậy là F5 bằng 56 này. 6 nhé. Đó là 8. Đấy. Tính thì là 10 nhé. Đó là bao nhiêu nhé? 55. Đấy, các thấy không? Bây giờ tôi sẽ in ra mà
Tôi sẽ in ra một loạt từ từ 1 đến 10 nhé, 0 đến 10 nhé. Bây giờ cho n 10 này, xong tôi for i in range n đi, n, và tôi print. Đấy. In ra là n là n số đầu tiên của nó này. Đây ra in ra là 10, in ra 10 số đầu tiên nhé. Đây là 2 3 này. 0 1 1 2 3 5 thì in ra chưa vào hàng ngang nhé. Cho nó dễ nhé. N bằng đấy. In ra thử nhé, ra cái này. Đây. 3 5 8 13 21 34 là chính xác. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ làm một số bài tập khác, bây giờ tôi là thêm một chút, tôi đem để lên 12 xong tính thử cho nhanh nhé. Ra ngay. Bây giờ đến 15 nó ra. Để cho bạn thử một chút thôi. Ra ngay đúng không? Bây giờ đến 18 này. Ra ngay. À, bây giờ đến 20. Thôi cái này tôi không. Đấy, 20 đến 20 là chậm rồi đấy nhé. Hôm cái này chúng ta sẽ phân tích sau nhé. Đây bây giờ đây này. Cũng thôi được, coi như bài tập về nhà đi, hay là bài tập này thì bài tập này có lẽ tôi sẽ giải sau, tôi sẽ có bài giải. Đấy, nhưng mà bài này nhé, bài này chúng ta hãy bài tập như sau này. Bìa bài này cái thời gian chạy của cái bài toán này, cái thời gian chạy của bài toán sau, thời gian chạy của cái chương trình trên này nó có độ phức tạp là lũy thừa nhé. Độ phức tạp của nó là ô là a mũ n với một cái a mà hằng số nào đó. Nó có thời gian là lũy thừa, cho nên các bạn không thể là chạy nhanh được. Với n mà nó đủ lâu thì nó rất là chậm, lũy thừa nhé. Các bạn dù là trong game độ phức tạp theo thuật toán là độ phức tạp là lũy thừa rất lớn, thì tôi sẽ thử cho các bạn xem. Thì tôi bỏ cái này, thử cho các bạn xem nhé. Đây, tôi print n thôi, print ra cái phíp n thôi. Tôi thử in với n bằng 18 thì nó cũng ra nhanh nhé. Bây giờ 18 này. Để ra ngay nhé. Bây giờ n bằng 19 nữa, cho ta thử một chút thôi. Ra ngay nhé. Bây giờ n bằng 20 cho ra ngay. Cũng ra ngay đúng không? Bây giờ để 25. Đấy. À cũng ra ngay, may quá. Tôi thử với n với 28. Để xem khi nó dừng nó chậm khi nào thôi. Đây, 28 là cũng ra rồi đúng không? Bây giờ là 30. Máy tính của tôi chạy khá nhanh. Đấy, bên được 30 là nó chậm đấy nhá. Cũng ra nhưng mà chậm rồi. Bây giờ tôi để đến 40 đi xem. Đấy, 40 chắc là các bạn phải đợi lâu đấy. Thì cái này chúng ta sẽ phân tích xong một chút nhé. Là vì cái thời gian chạy này nó rất là chậm. Còn vì sao chậm thì chúng ta sẽ đó là cái vấn đề khác. Ở đây chúng ta đang bàn đang cùng nhau tìm hiểu cái gọi là đề quy. Chúng ta không bàn vội, thì đến cái bài sau nữa thì tôi sẽ quay lại cái bài này và tôi sẽ phân tích bài này. Chúng ta sẽ có tìm ra cách giải thật nhanh cho cái bài toán tính số Fibonacci này nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục giải một số các bài toán khác nhé. Để chúng ta có cái hình dung một chút về cái đề quy này nhé. Vì tôi sẽ giải thêm một vài cái bài tập đơn giản nữa nhé, để cho chúng ta có cái hình dung. Bài tiếp theo là tôi sẽ quay lại một cái bài tiếp theo, tôi sẽ quay lại cái bài toán là tính lũy thừa nhé. Là cái hàm ESP này, lỗi tôi nói đấy, bằng là a mũ n đúng không? A mũ n. Thì bài này chúng ta tính lúc nãy rồi, chính là cái bài này này. Đấy. Vì chúng ta sẽ tính một cách khác bằng đệ quy nhé. Vì như sau thôi, ví dụ đơn giản là như thế này. Đây, đây là hàm sp n này, đó nó là bằng gì? Đó là a mũ n đúng không? A mũ n thì cho thấy nhé,
Ta ta phân tích này, ta thấy là AX, ESP mà A mà 0 ấy, tức là mũ 0 thì luôn bằng 1. Thấy không nào? Đấy. Còn ESP nhé, mà A mũ N thì có phải là bằng A mũ N sẽ bằng là A nhân với A mũ N trừ 1 không? Thì cái này nó chính là bằng là A nhân với là ESP A N trừ 1. Đấy, vậy xuyên là thế ông ta đem cái hàm N N nó sẽ tính được thông qua cái N trừ 1. Đấy. Mà V là bằng 0 thì tính được ngay. Vậy đây chính là cái tư duy, đây chính là tư duy định quy đây. Đấy, tức là cái như vậy cái tư duy chung của bài toán định quy là từ cái chỉ số là từ cái hệ số là N chúng ta sẽ suy về bài toán là với N nhỏ hơn. Nhưng vậy từ với N lớn chúng ta suy về bài toán đó với cái hệ sự với cái tham số N nhỏ hơn. Và với N nhỏ thì với N bằng 0 1 cho tính tính ngay được. Như vậy cái bài toán ESP này là như sau nhé. AN là thứ nhất ấy là tính dễ dàng khi N bằng 0 bằng 1 đây này. Và bước thứ hai là cái bài toán cái biểu thức ESP này AN N này sẽ tính được theo ESP của AN trừ 1. Đây công thức này này. Đó công thức này này, đây công thức này nhé. Thì công thức này nó gọi là công thức truy hồi đấy. Là cái thừa số cái số hạng khi N số hạng thì N tính được thông qua cái số hạng thì N trừ 1. Đấy, thấy không nào? Thì cái công thức này nó gọi là công thức truy hồi. Thì tất cả những bài toán là công thức truy hồi đều dễ dàng giải được bằng định quy. Vậy chúng ta giải cái bài Fibonacci thì cũng như vậy nhé. Như vậy là cái EXPAN này nó sẽ bằng nhỉ? Nó sẽ bằng là 0 nếu mà N bằng 0 và bằng là A nhân với EXPAN trừ 1. Đấy. Thì công thức này chính là công thức truy hồi. Và từ đó chúng ta sẽ dễ dàng giải cái bài toán này được. Thì cái phần mà giải trường hợp N bằng 0 là chính là cái phần gọi là phần cơ sở của định quy. Còn cái phần này là phần định gọi là định quy thôi nhé. Thì chúng ta giải như sau nhé. Đây. Tiếp này, XP nhé. AN bất kỳ đây. Làm như sau là if này, if N mà bằng 0 ấy thì chúng ta sẽ return 0, return 1 nữa. Còn ngược lại else thì chúng ta return là A nhân với chính nó, chính cái hàm nó. Đó. A N trừ 1, đấy chính là gọi định quy đây. Đấy, rất đơn giản như này thôi. Đấy. Tôi làm thử nhé, tôi đặt A bằng 2 và N bằng 8. Và tôi tính thử xem nó ra bao nhiêu nhé. Print là EXP A và N. Nhưng mà ra là 2 mũ 8 tức là 256 thì mới đúng nhé. Tôi chưa ghi thì phải, để tôi ghi đây. Như ra là tính lũy thừa đệ quy. Đấy, 256 là đúng đấy. Đây là một toán nó rất đơn giản, thì có rất nhiều bài toán như vậy nhé. Bây giờ tôi cho các bạn một số bài tập và các bạn có thể gọi là về nhà làm nhé. Đây, tôi ghi luôn rất nhiều bài. Thực tế có rất nhiều cái bài toán như vậy nhé. Đây này. Một số các bài tập mà đơn giản nhé, bài tập đơn giản có thể tính định quy nhé. Đây bài một nhỏ là tính n giai thừa. Đấy. Nên theo định nghĩa là 1 nhân với 2 nhân với n. Đấy. Bài này là bài rất dễ rồi đúng không? Chúng ta có thể về nhà chúng ta làm rất đơn giản nhé. Hay là cái bài như sau, cái bài nữa là gì, cái bài nữa bài số 2 là tính là S bằng là 1 cộng 2 cộng N. Một cái bài khác, bài số 3 khó hơn một chút là tính S bằng là 1 bình phương cộng 2 bình phương cộng, tất cả các bài này đều có thể tính bằng quy nạp hết nhé. Quy nạp hết đâu nó cũng rất là đơn giản. Đấy. Hay là chúng ta có thể làm cái bài tập sau đây nữa, bài tập số 4 là
tính cái tổng S sẽ bằng là 1 cộng 1 phần 2 cộng cộng 1 trên N. Đấy. Yêu cầu giải bài này bằng bằng đệ quy nhé. Hay là bài số 5 nữa đi. Cho bài 5 khó một chút nhé. Là tính như sau này, tính cái S sẽ bằng 1 trên 1 giai thừa cộng 1 trên 2 giai thừa. Đấy, cộng vân cộng 1 trên N giai thừa. Đấy. Hay khó một chút nhưng vẫn tính được. Thì tất cả những bài tập này là cái bài tập mà rất điển hình, và nó là cái bài tập mà nôm na là cái bài tập dùng để xử lý dùng để đệ quy, nôm na là dùng để giải cái bài toán đệ quy, được chưa? Thế cái bài Fibonacci của chúng ta là chỉ một cái bài cái giải Fibonacci, đây là một cái bài toán rất điển hình, rất điển hình của cái chuyện là làm bằng đâu nhỉ? Tôi để chỗ nào? Đây Fibonacci đệ quy này, đấy. Cái này chúng ta sẽ quay lại sau nhé, quay lại sau. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm tiếp một số cái bài tập nữa mà theo tôi nó là quan trọng nhé. Đây, thì cái bài đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng làm quen là chúng ta cùng nhau giải cái bài toán là gì? Chính là cái bài toán mà hôm trước nữa chúng ta học, là cái bài toán là gì? Là tìm kiếm nhị phân. Bây giờ đề bài như sau là cho trước dãy A đã sắp xếp theo thứ tăng dần. Và hôm trước chúng ta đã học cái lời giải mà lời giải của nó, lời giải là bình thường chúng ta đã biết rồi. Bây giờ hãy chính dùng lời giải đó chúng ta viết lại dưới dạng là đệ quy. Đấy, chúng ta thấy không nào nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau giải cái bài đó nhé. Cái bài là làm đây. Bây giờ tôi phải tìm lại xem bài tập như sau. Bài tập là của chúng ta mà chúng ta hãy giải cái bài toán là cái thuật toán tìm kiếm nhị phân nhá. Tìm kiếm nhị phân. Thì hôm trước chúng ta đã học cách mà giải nó dưới cái dạng là không đệ quy rồi, tức là bình thường rồi. Bây giờ chúng ta phải giải bằng đệ quy. Giải bằng đệ quy. Thì đây là một cái bài tập rất là hay đấy, rất quan trọng. Trong sách giáo khoa là có nhá. Mà học tương đối kỹ cái phần này. Cái phần đệ quy là theo tôi là phần khó nhé. Cái phần này mà là cái lần mà trong năm, trong cái bài số 1, số 2 tôi cũng như lắm. Tôi có rất nhiều bài tập thì các bạn đã làm chưa nhỉ? Cái phần này thì sang cái phần mà là gọi là nhị phân ấy, là tương đối là cái bài này hơi tương đối khó nhé. Như vậy là A là cho trước A là dãy số tăng dần nhé, và tìm cách là cần cho trước một số K để cần tìm kiếm. Cái bài tập của chúng ta đó là binary search. Đấy. Dạng như này này, search A nhé. Và một số K. Đấy. Thì bài này là cho trước A là xếp theo thứ tự tăng dần này, cho trước một số K. Hay tìm kiếm cái phần tử cái chỉ số y sao cho lại AI bằng K, còn nếu không thấy thì trả về -1. Được chưa? Bây giờ cần phải giải nó. Cần phải giải bằng tìm lời giải bằng đệ quy. Bây giờ tôi viết lại nó dưới cái dạng, cho anh nhớ lại cái lời giải của nó bằng không đệ quy trước nhé. Đây. Anh viết lại này. Binary. Tôi sẽ viết nhanh nhé. Tôi sẽ viết. Tôi viết tôi được. Viết đầy đủ cho này. Yên tâm. AK. Đây là lời giải không đệ quy nhé. Lời giải đã biết nhé. Lời giải cũ nhé. Lời giải cũ nhé. Đây. Chúng ta nhớ lại này. Là chúng ta nhớ lại như sau này, chúng ta đặt có hai tham số là left nhé. Left chúng ta đặt bằng 0 và right chúng ta đặt cái chỉ số cuối cùng của cái A đó. Len A -1. Và chúng ta luôn kiểm tra phần tử ở giữa của cái dãy A đó. Nếu mà tìm thấy thì trả về luôn, còn thôi chúng ta sẽ giảm đi một nửa thời gian. Và cái đó lặp lại cho đến khi nào mà left lớn hơn right thì thôi. Như vậy là y, chúng ta nhớ lại y left mà nhỏ hơn nó bằng right thì chúng ta còn làm. À, chúng ta nhớ lại nhé. Nhớ lại cái lời giải đó. Rồi, chúng ta đặt mid bằng phần tử ở giữa.
cái chỗ ở giữa là left cộng với right, phần tử ở giữa là phần tử này nhé. Kiểm tra này, if này, if là a mid này bằng bằng k thì chúng ta lập tức là chúng ta return return mid trở về. Còn ngược lại, else if nếu mà a mid mà nhỏ hơn k đây, thì như vậy là cái chỉ số thì sau bước sau đó chúng ta sẽ phải chuyển sang tìm xem tìm ở nửa sau của dãy, tức là chúng ta đặt left bằng gì, bằng mid cộng 1. Còn ngược lại đây, else. Đây là trường hợp mà là a mid lớn k thì chúng ta sẽ đặt lại là right, tìm tiếp ở phần sau là cái nửa bên trái đó, được chưa? Còn nếu mà chừng nào mà đến khi lép bằng lớn là ra chúng ta return chừng đấy. Đây chính là cái lời giải, đây chính là cái lời giải cũ nhá. Đấy thì thứ tiểu nó vẫn là ta tìm kiếm đầu và cuối của cái dãy đó và chúng ta chia đôi, luôn chúng ta chia đôi ra và ta kiểm tra nếu mà nó bằng chính là cái admit bằng chính là k thì lập tức ta trả về luôn, còn nó không thì chúng ta sẽ chuyển sang tìm một nửa đầu và nửa cuối. Đấy, thì cái việc gọi nửa đầu và nửa cuối này thì nó có cái dạng là như vậy. Sau cái bước này này thì là cái độ dài của a nó giảm đi một nửa, bằng một nửa mà ta sẽ và từ đó chính là chỗ đó mà chúng ta biết được khuôn dạng của nó, hoặc là nửa trái hoặc nửa phải, mà cái đó chính là chỗ chúng ta có thể dùng để quy lửa đấy được. Chúng ta sang phần thứ hai nhé. Chúng ta dựa trên cái này và chúng ta sẽ viết lời giải định quy. Tôi đặt tên là b đây, b cho nhanh nhé, b search nhé. Vẫn là dãy a đó nhưng mà tôi viết lại dãy a đó thì tôi phải làm như sau. Tôi sẽ tìm, không phải tìm, tôi phải làm cái hàm định quy mà nó gọi, mà tôi phải gọi cái hàm đó là đặt là tham số là left right cả đó. Thì đây là cái hàm mà sẽ là định quy, nhưng mà nó có các tham số là ngoài a và k ra có tham số là left và right. Như vậy cái bài này là gì, là cái hàm này là tìm kiếm trên cái chỉ số từ left đến right đó, mình cho phép chúng ta gọi định quy mà đó. Thì cái bắt đầu gọi là như sau. Đây chúng ta làm rất đơn giản như sau, được chưa? Đây chúng ta ở chỗ này là bắt đầu ở đây chính là cái chỗ này này, chính là cái vòng lặp y này đó. Cái phần mà chúng ta giảm đặt lép bằng mid cộng 1 hoặc là right bằng right một, chỗ này chúng ta gọi được quy lửa chỗ này thì làm như sau nhé. Đây if này, if left mà nhỏ hơn hoặc bằng right đấy, thì chúng ta còn làm, còn left mà tìm kiếm trên cái mảng con từ left đến right đó, nếu mà left lớn right chúng ta dừng lại, còn nhỏ hơn thì sao vẫn làm. Đấy, nếu như này thì như sau, chúng ta đặt mid bằng left cộng với right, thấy nó rất là giống nhé, nó tư tưởng của nó rất là suy từ cái tư tưởng này nhé. Đây bây giờ kiểm tra này, if này a mà mid tại vị trí mid đó mà là bằng k thì lập tức là return mid nhé. Còn ngược lại, else if nếu mà a mid, đúng không nào, nếu mà a mid nhé mà nhỏ hơn k đấy, thì với trường hợp này này thì ở trên này là chúng ta đặt left bằng mid cộng 1 thì ở đây chúng ta sẽ gọi cái hàm định quy, chúng ta sẽ return cái hàm định quy đấy, hàm định quy với a và với left là bằng gì, left chỉ bằng là mid cộng 1 rồi đấy. Tìm sang nửa sau của dãy. Cái hàm này này chính là cái hàm định quy, gọi là đây là a này là left right nên lại mid cộng 1 right nhé. Đấy, các bạn thấy không nào? Còn chỗ này else thì chúng ta return. Đấy, thấy không? Return là b search để quy. Search nhé. Hơi mất màn hình chia sẻ được thầy ạ. Mất à?
con thấy vẫn còn ạ. Có lại thầy à, hãy mới mất một xíu có lại mà. Chắc có lại rồi gì? Vâng, có rồi thầy. Vẫn có cái gì? Giật cả mình luôn, sợ quá thật. Đúng rồi. Nhá. Mia nhìn thấy chưa nào? Đây nhá, nếu mà kiểm tra lại nhá, để cái hàm chúng ta đặt là đối với cái hàm mà để quy thì phải làm lại cái chỉ số tham số rất quan trọng, đây là nó là A left right K, tức là gì, tìm kiếm trên cái miền tìm kiếm trên cái miền từ 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 left đến từ left đến đến right thôi, chúng ta chú ý nhá. Đó thì nếu A mid được bằng K thì lập tức return mid luôn. Còn A mid nhỏ hơn K chúng ta sẽ gọi luôn mà trả gọi luôn cái đáp số của nó là gọi là từ A từ mid cộng 1 đến right. Đấy, chỗ này này, chỗ này chính là chỗ này này. Đấy, chỗ này nhá. Thay cái left bằng mid cộng 1 bằng right. Left bằng mid cộng 1 thì đây thay luôn left vào đây. Còn ngược lại thì chúng ta đặt tên chúng ta gọi là left nhé. Mid chỉ 1. K. Đấy, là chú ý nhé. Nó giống giống như kia thôi nhé. Còn nếu mà ra đây, còn nếu ở đây nhé, chúng ta ở đây, còn nếu mà nó ngược trở lại, nếu mà else ở đây, nếu mà left mà lớn hơn right thì là return trừ một. Hay không nào? Đấy, thì như vậy là cái chỗ này này, chỗ này chỉ là mình đúng không ạ? Của là em quy này. Còn cái chỗ này này, cái lệnh này chỗ này là đây chính là cái chỗ này chính là cái gì, chỗ này chính là phần cơ sở đây. Đây chính là phần cơ sở. Hãy thấy không nào? Cái chỗ này là phần cơ sở là phần này này. Đấy, phần cơ sở là phần này này. Đấy nhé. Thấy không nào? Hay là cái chỗ này chính là cái lệnh này, cái lệnh chỗ này là chính là phần cơ sở, chính là có lệnh phần cơ sở ở đây dừng lại được. Cái chỗ này là chỗ để kiểm tra cái nó dừng lại là chỗ này đây nhé. Đấy, chúng ta thấy nhé. Vậy đây chính là cái thuật toán tìm kiếm nhị phân, nó rất là hay. Bây giờ tôi làm thử thấy sao đúng hay không, không có gì. Bây giờ tôi đặt A bằng nhà nhân dễ nhé, 1 2 3 4 5 6 7 8 nhé, 9 nhé, 10 K tôi đặt bằng 7 nhé. Đó, và tôi kiểm tra nhé. Đấy. Em thưa thầy, thầy có thể chia sẻ lại màn hình đúng không ạ? Trên máy của tôi là vẫn đang chia sẻ mà. Các bạn có nhìn thì nhìn được không? Bạn ao ra vào lại là được á. Cái ao ra vào lại đi em. Em vẫn thấy bình thường. Chứ máy của em bị sao đấy? Cái máy của bạn nào đó thì bị sao đấy? Cần máy ra. Hiện tại tôi kiểm tra trên phần mềm là vẫn đang chia sẻ bình thường nhé. Đấy, bình thường. Được chưa? Bây giờ tôi kiểm tra nhé. Mày là if này, if mà b này, cái lời giải của nó như này, lời gọi là như này, lời gọi của nó là như này, lời gọi là bit này, này lại gọi là nhé, a này không này, len a trừ một này, này đây chính là cái lời gọi gốc của nó là như thế này nhé. Đây, k. Như vậy là đây chính là cái lời gọi để quy chính thức. Còn cái phần mềm thì nó như thế này, đặt như thế này. Còn lời gọi chính thức nó là nó chỗ này nhé. Nếu như này nếu mà cái này mà lớn hơn bằng 0, lớn hơn bằng 0 thì chúng ta thông báo là tìm thấy đúng không? Print. Tìm thấy. Còn ngược lại, thì thông báo là không tìm thấy. Không tìm thấy. Đấy, được chưa? Mấy cái điều này này. Càng 7 nhé. Chuyện chưa đóng. Bài này tôi ghi lại. Bài này là tìm kiếm nhị phân. Là một ví dụ rất quan trọng luôn nhé. Nhị phân. Đấy. Chúng ta chạy thử nhé. Tìm thấy đúng không nào? Bây giờ ta đặt bài là 7.5, nó sẽ báo là không, là đặt chúng ta nó sẽ báo là không thấy. Được rồi. Đấy, thì bây giờ tôi ở đây tôi sẽ chép lại cái này và chúng ta sẽ
tôi copy sang bên này và chúng ta cùng nhau phân tích cái lời giải này nhé. Vì nó cái lời giải này là nó rất quan trọng. Đấy. Ở đây tôi phóng to đây, nhìn nó hơi ấy xấu xí một tí nhưng mà không sao, chúng ta chịu khó nhìn vào đây nhé. Đấy. Thưa thầy, cho em hỏi chút ạ. Ừ. Thưa thầy, cái phần mềm vừa rồi có đánh số thì thầy chỉ rõ hơn bọn em là từ lệnh nào đến lệnh nào là phần cơ sở không ạ? Đây đây đây. Từ 20 à, từ 21 đến 27 phải không ạ? Từ 21 đến 25 phải không ạ? Một phần cơ sở phải không ạ? Thật ra cái với lời giải này thì cũng không thật ra đây nếu mà phần cơ sở với cái bài này nhé, với cái bài này thì phần cơ sở thực ra nó chính là chỗ này thôi, nó chính là chỗ này là hạt chính này, đây phần cơ sở. Phần cơ sở là cái phần nó tôi xử lý cho trường hợp mà là cho trường hợp là để tôi viết nhé. Ở đây nhé, để tôi nói này. Với cái bài này nhé, thì phân tích một chút nhé, thì là cái với cái lời giải này này thì cái độ dài của cái miền mà chúng ta đang đang thực hiện ấy, đang tìm kiếm ấy, độ dài của nó chỉ bằng là right trừ đi left cộng 1. Đấy. Thì trường hợp mà left nhỏ bằng right, khi mà cái miền cái dãy mà chúng ta đang tìm mà có độ dài lớn lớn bằng 1 ấy, thì chúng ta giải đây phần lời giải của nó đây. Đấy. Trong lời giải của nó đây là có cái phần lệ quy, có phần lệ quy đây. Còn trường hợp else là trường hợp khi mà left lớn hơn right, tức là khi độ dài của dãy mà chúng ta đang tìm kiếm bằng 0 thì nó trở về trừ 1. Thì đây chính cái phần này chính là phần mà gọi là phần cơ sở đây. Đây là phần cơ sở. Còn cái phần chỗ này là cái phần xử lý chung chung thôi. Có cái bước đó, cái bước này mới là cái bước là chúng ta gọi đề quy là ở đây. Như bài này nhắc lại nhé. Phần gọi đề quy là cái dòng lệnh 26 và dòng lệnh 28 nhé. Còn cái phần cơ sở chính là dòng lệnh 29 và 30. Hay nôm na là gì? Nôm na là 29 30 là xử lý trường hợp là độ dài của dãy bằng 0 nhé. Còn trường dòng dòng từ 21 cho đến dòng 28 là xử lý khi mà cái độ dài của dãy là lớn hơn bằng 1. Độ dài của dãy nhé. Độ dài của dãy chúng ta đang tìm kiếm ở đây chính là right trừ đi left cộng 1. Để chúng ta chú ý. Để các bạn có hiểu không? Các bạn có hiểu cái lời giải này không nhé? Bây giờ tôi sẽ viết lại trên cái trang này cho ta nhìn rõ hơn nhé. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Để tôi các bạn đợi tôi một chút. Để tôi viết lại đây cho đây cho thật dễ hiểu hơn nhé. Cái phần này theo tôi nó rất quan trọng các bạn là được các bạn đợi một chút làm thêm thời gian nhé. Đây tôi làm thêm một viết ở đây nhé. Đây là dev này. Bsert nhé. Tôi viết lại cho thật yên tâm này. A này. Left này. Right này. K. Được chưa? Đấy, hai chấm nhé. Đấy. Bây giờ là if này, left nhỏ hơn được bằng right thì nhé. Đặt mid bằng left cộng với right chia 2 nhé. Sau đó là gì? Là if đây if a mid bằng k thì return mid. Đấy. Bây giờ là else if mà a mid nhỏ hơn hẳn k thì chúng ta sẽ return gọi lời gọi đề quy là b search a mid cộng 1. Tôi mới thu nhỏ màn hình lại một chút. Đấy. Cộng 1 đây là right k. Còn else đây, else hai chấm xuống dòng thì return b search a left right à, mid chữ 1. Mid chữ 1 nhé. Và k. Phải mít chữ 1 k. Còn ở chỗ này là else hai chấm xuống dòng
hai chấm xuống dòng. Đây là gì? Đây là return chữ 1. Đấy. Bây giờ chúng ta đóng khung này lại nhé. Đấy. Đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10. Được chưa? Đấy, mình chúng ta cùng nhau phân tích ở đây một ở trên này nha, cho em phân tích nhá. Đây. Đây. Để phân tích nhé. Phần đệ quy, hiển nhiên đệ quy là cái dòng số 6 và dòng số số 8 được không nào? Đấy. Ở đây cái gọi là n, n là cái độ dài của dãy đang xét ấy, thì cái hàm này nó sẽ bằng n chính là chính là bằng right trừ đi left cộng 1. Được không nào? Như vậy là cái dòng các cái lệnh xử lý như sau này, mà xử lý với n bằng 0 chính là cái dòng lệnh 9 và 10. Chính là dòng 9 nhá. Dòng 9 và 10 là xử lý cái n bằng 0, chính là cái phần cơ sở. Cơ sở. Còn cái dòng với n lớn hơn bằng 1 trở đi ấy thì chính là cái dòng lệnh từ từ 1 cho đến là cho đến 8, dòng lệnh từ 1 cho đến 8. Chuyển 8 chính là dòng lệnh xử lý khi n, khi left nhỏ hơn bằng right, cái giáp nhỏ bằng right, cái này từ suy ra cái này, đây chính là n lớn hơn bằng 1. Thấy không? Đó. Còn cái dòng 9 này, cái else này chính là xử lý khi mà n bằng 0. Đấy, nhìn rất là rõ. Bây chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Bây giờ gọi là cái tn là cái thời gian chạy của chi nhánh này. Đấy, thì chúng ta có này là ta vừa xảy với n bằng 0 nhé. Với n bằng 0 thì là có một cái dòng lệnh đi hơn này thôi, cho nên với n với t0 bằng là với t0 thì bằng bằng 1. Đấy. Còn tổng tổng quát là tn này bằng này. Tn là xử lý cái phần này đúng không? Tn nhá thì xử lý cái phần dòng lệnh này vào đây này. Đây là dòng lệnh số 2 này làm tính là 0 1 là một đơn vị thời gian này. Cái dòng số 3 này là cũng là một đơn vị thời gian nữa này. Đấy. Và cái return mid cũng là một đơn vị thời gian nữa, như vậy là cả từ đây đến đây nó là nôm na nó là 01 đơn vị thời gian. Còn cái lệnh 6 này, lệnh 6 là gọi cái hàm, gọi chính cái hàm đó với cái độ dài là giảm đi một nửa, và cái dòng 6 này là mất là tn chia 2 thời gian. Dòng số 9 mất là tn chia 2 thời gian. Vậy suy ra như sau. Vậy ta suy ra công thức sau đây nhá. Đây, bây giờ công thức sau đây. Sẽ công thức là như sau này, là t0 thì bằng 1 và tn thì bằng là tn chia 2 cộng với o1. Đấy. Chúng ta suy ra công thức rất rất quan trọng rồi. Như vậy là từ cái gọi là cái khai triển đệ quy của chương trình, và chúng ta suy ra được cái dùng đệ quy, chúng ta sẽ phân tích được ra được công thức này. Đây là một công thức rất quan trọng nhé. Chúng ta sẽ còn học rất nhiều và sau trong cái phần này nữa. Đây cái phần này. Đây. Cái công thức này này, công thức sau này rất quan trọng. Công thức sau là công thức điển hình của sau này chúng ta sẽ học trong mai kia, là điển hình của một cái dạng bài toán đệ quy và cái dạng bài toán gọi là chi để trị. Tổng quan của công thức này là gì? Là nó có dạng là tn, nó có dạng là một cái hằng số a nào đó nhân với t của n chia b đấy, cộng với một cái hàm fn đấy, tổng quan. Công thức này là tổng quan cho trường hợp này này, đấy, công thức này này đấy. Thì đây là công thức rất quan trọng nhé, chúng ta sẽ quay lại công thức này. Và như vậy là vừa tới đây là chúng ta với cái bài này là cái bài mà chúng ta dùng đệ quy, cũng là đệ quy thôi, nhưng mà chúng ta nhìn sâu hơn vào cái tập toán tìm kiếm nhị phân rất rất quan trọng. Được chưa? Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhé. Chúng ta có lẽ chúng ta cần có thêm một vài bài, cần có thêm một vài buổi nữa. Nhưng mà đừng tuân luôn là bài tập về nhà phần này là các bạn xem lại cho tôi cái phần khi mà tôi nói với các bạn về cái toán tìm kiếm nhị phân ấy, tôi có một loạt các bài tập để giải cái bài toán tương tự tìm kiếm nhị phân. Đấy, thì cái bài tập hôm nay là gì? Là tất cả các bài đó các bạn hãy giải đi và các bạn tìm một giải khác để quy cho cái phần đó nhé. Như vậy tôi nhắc lại một chút cái bài tập phần này nhé. Bài hôm nay này, bài tập là tìm cách là giải tất cả các cái bài toán mà đã làm trong cái phần
trong cái phần tìm kiếm nhị phân trước đây đấy, tìm kiếm nhị phân trước đây đã làm ấy, bây giờ phải giải lại nó, giải lại bằng đề quy. Khó, phần này không dễ đấy nhé, phần này khó đấy. Bắt đầu từ hôm nay trở đi là bắt đầu nó khó hơn một chút rồi đấy, đang chú ý nhé. Thôi chúng ta nghỉ nhá. Chào các bạn. Có gì không hiểu thì các bạn cứ hỏi lên trên đấy nhé. Bắt đầu từ hôm nay là nó sẽ khó hơn, thì bắt đầu từ hôm nay thì từ tuần này hoặc tuần sau thì đi tôi sẽ có cái buổi tôi sẽ nói thêm, tôi sẽ giải thích thêm và tôi sẽ quay video để tôi sẽ giải các bài toán. Dạ. Chúng ta nghỉ nhé. Chào thầy. Chào thầy ạ.